Rồi xin chào anh em ha. Hôm nay quay cận cảnh một con Cinewa 355 cho anh em chiêm ngưỡng ha. Dòng Cinewa là dòng máy siêu bền của dòng máy Nhật ha anh em. Dòng 355. Cực kỳ bền. Chạy rất là trâu ngọt luôn. Tiết kiệm nhiên liệu. Anh em miền Tây đã kiểm chứng rất là nhiều ha. Chạy nhầm con là 20-30 năm. Con ít nhất cũng 10 năm, 15 năm mới có vấn đề anh em. Tại vì mình xài mình kỹ nhất là chạy hoài luôn đó. Dòng này bền dữ lắm bền. Đài Loan Latin còn chữ nguyên luôn anh em. Rồi, mặt tiền nè anh em. Mặt tiền ở đây nếu mà chạy nhiều là chạy xước hết, chóc tem hết, nhưng mà con này là chưa chạy xước miếng nào luôn anh em. Nguyên nguyên đen thù lùi luôn nè. Cái hàm rồng đen thù lùi luôn, chưa chạy một miếng nào luôn. Con này Nhật bãi về sao là vậy anh em. Em chỉ rửa vệ sinh ra thôi. Ốp lam bọng à. Cái lam này thì nguyên chữ luôn anh em. Rồi để em quay bên trong cho anh em xem luôn. Nó sử dụng chế quanh gồ rất là đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em. Đơn giản lắm. Phụ tùng nó giờ rất là nhiều anh em. Rẻ mà nhiều đó. Đây là chế quanh gồ mà. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chế đen thuộc trắng tươi luôn. Để vô cái phần test nổ là anh em biết con máy này sao không? Chạy Ganty khỏi phải chơi luôn. Anh em nghe Ganty của nó không anh em? Như một con xe điện luôn ha. Thật. Sản phẩm này là gọi đó là siêu vip dòng máy cưa nha anh em. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại là 0944787771 ha. Để được số điện thoại em có để trên bài đăng anh em. Anh em cứ vào đó mà kích vào rồi gọi em ha. Hoặc là kết bạn Zalo với em.